Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cách sử dụng của Qfriz. Thì nó khác với bài hôm trước một tí thôi, nhưng mà về cơ bản thì nó cũng sử dụng chung một cái GUI, cái giao diện á thì giống nhau, cái cách thức vận hành code là giống nhau. Thì để các bạn hiểu rõ hơn thì các bạn sẽ xem lại bài trước của mình tí về cách sử dụng cái code này và cách nó vận hành như thế nào. Thì ở bài trước mình nói cái phần này rất là kỹ, thì các bạn có thể xem ở phần mô tả bên dưới, thì mình có để cái link của cái Qt Designer cơ bản á. Thì các bạn vô đó các bạn xem cái bài trước của mình, thì phần đó mình giải thích code rất là kỹ, hoặc là link mình sẽ để ở cuối video. Còn ở cái bài này là mình sẽ mở rộng thêm cái code nó một tí, đó là như thế này đó. Mình chạy hai cái luồng khác nhau, hai cái cách xử lý dữ liệu khác nhau, hai khối dữ liệu khác nhau chạy trên hai luồng khác nhau và dừng dừng một cách độc lập. Tức là thích dừng lúc nào cũng được, thích chạy lúc nào cũng được, tùy ý. Hai cái cùng chạy cũng được nè, rồi cùng dừng lại thì dừng dừng riêng. Đó, thì để mình giải thích một tí về cách vận hành của cái code hôm trước nha. Thì code hôm trước là mình có một khối dữ liệu như thế này, mình chia ra thành hai luồng khác nhau, luồng 1 và luồng 2, và chạy trên hai luồng và cho ra kết quả là A. Thì cái luồng 2 cũng cho ra kết quả là A. Đó. Thì đây là cái cách vận hành của code ngày của code hôm trước mình làm. Thì hôm nay á thì mình sẽ làm thêm một cái khác một tí, đó là một cái ứng dụng khác của cái code đó. Tức là mình sẽ lấy hai khối dữ liệu khác nhau chạy trên hai luồng khác nhau, luồng 1 và luồng 2, và cũng cho ra hai kết quả khác nhau luôn. Đó. Thì theo mình thấy là cả hai bài đó đều có những cái ứng dụng quan trọng của nó. Ví dụ ở bài thứ nhất thì các bạn có thể thấy là ở trong của nhà máy thì ví dụ là những người công nhân khác nhau thì họ cùng làm việc trên một băng chuyền chẳng hạn, thì hai tuy là hai người khác nhau nhưng mà làm cùng công việc gì đó. Còn ở cái bài này là hai luồng dữ liệu khác nhau làm trên hai cái nguồn khác nhau và cho ra hai kết quả khác nhau, thì cũng giống như hai người công nhân làm hai cái công việc khác nhau vậy, hai chả liên quan gì cả, rồi hai người cũng cho ra hai cái sản phẩm khác nhau luôn. Đó là ý nghĩa bài hôm nay là gì. Thì cách vận hành code thì nó cũng tương tự như bài hôm trước, thì để hiểu rõ hơn các bạn xem bài hôm trước. Ở hôm nay thì mình sẽ chỉ đi nhanh về cái điểm mới của cái code ngày hôm nay mà thôi. Thì về phần thư viện thì vẫn tương tự như vậy. Về cái phần main window thì đây là để code này đã chạy lên cái màn hình nè. Đó, code này đã chạy lên màn hình thôi. Còn khúc còn lại là cái phần lập trình. Thì vẫn sử dụng cùng một thư viện. Thì khai báo các nút start stop vậy đó. Thì Star Worker 1 là nó sẽ làm việc trên cái nguồn dữ liệu thứ nhất. Đây, mình cho các bạn xem nguồn dữ liệu thứ nhất đây. Thì ở cái nguồn dữ liệu thứ nhất này thì giống tương tự cái bài hôm trước, mình chỉ thay cái cách vận hành của nó một tí. Đó là mình cho nó đếm tới 10 rồi nó reset về 0. Thì thời gian đếm vẫn là 1 giây. Cái cấu trúc lệnh vẫn y chang. Thì nó chỉ khác ở cái chỗ này nè. Nó chỉ khác ở cái chỗ mà cách mà nó hiện lên trên màn hình á, thì nó có khác hôm trước tí.
Thì ở đây là mình cho là m bằng cái counter này. Khi mà cái số này nó chạy từ 1 đến 10 là đồng tiền nó truyền từ 1 đến 10 lên luôn luôn đúng không? Thì cái counter này sẽ truyền số 1 đến số 10 lên này. Thì khi nó truyền từ số 1 đến số 10 lên này thì khi nó thấy m mà bằng thì cái thấy counter này đếm bằng bao nhiêu á, thì m này nó sẽ so sánh với giá trị này. Khi nó thấy này số 1 á, thì nó xuất lên màn hình là số 1. M bằng 3 thì nó xuất lên màn hình là số 2. M bằng 6 thì nó xuất lên màn hình số 3. Đó, tương tự vậy cho tới hết. Thì đây là cách vận hành mà nó hơi khác do so với cái bài hôm trước một tí thôi. Nhưng mà cách cách chạy code thì vẫn tương tự. Thì sau khi nó đếm như vậy thì nó xuất cái số này đi. Nó xuất vẫn xuất đi hai luồng tín hiệu là tín hiệu điều khiển và cái số đếm nó đi thôi. Dừng thì vẫn vậy, vẫn sử dụng code cũ. Thì đây Star Worker 1 nè, thì đây vẫn là tín hiệu chạy giống như bài hôm trước. Đó y y xì luôn. Vẫn cái signal đó vẫn mở ra cái hàm main function này. Đó. Khi nó chạy nó sẽ phát ra tín hiệu và tín hiệu đó điều khiển cái main function này. Thì main function này sẽ làm cái chức năng mà mình mới vừa giải thích đó. Rồi, thì đó là một chút về cái cách vận hành của hôm trước. Thì hôm nay thì có cái khác một tí đó là mình copy nguyên cái đám này luôn. Đó. Copy nguyên cái lát này lại nè. Đó. Copy tới này luôn, copy hết. Dán ra thành một cái lát khác. Tức là mình muốn tạo ra một cái nguồn dữ liệu thứ hai. Thì để khác với cái nguồn dữ liệu thứ nhất thì tất cả mình thêm số 1 đây, những cái cần thiết mình thêm số 1 để cho nó phân biệt ra thôi. Ngoài ra có một số cái cơ bản thì vẫn giữ nguyên. Đó, một số cái mình thay thế nó bằng 1 nè. Đó thì ngoài cái cách thêm nó ra thì mình cũng đổi cách vận hành của nó luôn, đổi cách vận hành trong cái while nè. Thì thay vì cái key đếm tới 10 thì này mình đếm tới 100 và time sleep mình để nó 0,1 giây. Và đếm tới 100 nó cũng reset về 0. Và trong quá trình đếm nó cũng xuất đi tín hiệu từ 0 tới 100. Đó. Thì cũng giống như vậy. Và cái nút star số 2 nè, nó sẽ bắt đầu cái star worker 2 thì cũng giống như bài trước. Nhưng mà bài trước lại làm cùng dữ liệu, còn cái này nó hơi khác một tí. Đó là thay vì sử dụng cái hàm treat class của cái hôm trước thì mình sử dụng cái treat class thứ hai thôi. Đó, tức là kết nối nó với lại cái nguồn dữ liệu thứ hai và vẫn truyền vào những cái index và số này tương tự cái bài hôm trước. Thì mình giải thích cái này ở bài hôm trước rất là rõ về cách nó truyền dữ liệu như thế nào. Rồi vẫn chạy bình thường. Rồi khi mà chạy thì nó sẽ phát ra cái tín hiệu là signal 1. Thì signal 1 sẽ khởi tạo cái new function này. New function này là cái function khác cái hồi nãy. Đây là new function nè. Này là của cái hai. Cái new function này thì nó vẫn nhận giá trị của counter 1 đếm lên. Đó, counter 1 nè. Thì khi cái này chạy nó sẽ chuyển ra cái số liệu lên cái counter 1 đó. Thì counter 1 đếm từ 1 đến 100 thì nó sẽ đặt giá trị đó vô m và cái m này sẽ hiện dữ liệu lên trên cái màn hình LCD số 2 của chúng ta. Đó. Thì đó là cái sự khác biệt. Còn về start stop thì phương thức hoạt động tương tự như bài hôm trước. Bài hôm trước mình giải thích cái này rất là rõ rồi. Thì đó. Thì chỉ có một số sự thay đổi như vậy thì chúng ta đã có thể là lấy được trên hai nguồn dữ liệu khác nhau, chạy trên hai luồng khác nhau và dừng dừng tùy thích. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi ha.